Thế thì nha, có một cái công thức nó tên là V nhân với CR nhân với LTV, đóng ngoặc lại trừ cho VC thì bằng lợi nhuận, profit. Và đây là các cái từ tiếng Anh viết tắt, đúng không? V thì nó bằng là số lượt truy cập, bằng là số lượt truy cập. Đấy. Thế thì nếu mà V bằng 0 thì 0 nhân với bao nhiêu thì nó vẫn bằng 0, đúng không các anh chị? Vâng. Và V ở đây là số lượt truy cập thì nó sẽ bằng V1 cộng V2 cộng V3 cộng VN. Đấy, thậm chí nó cũng có thể bằng là, đúng không ạ? Ở đây chúng ta cũng có thể thấy bằng là V online. Đấy, V online cộng với lại V offline. Vâng. Tức là các truy cập đến từ các nền tảng trực tuyến hoặc là các truy cập đến từ các nền tảng ngoại tuyến, ví dụ như cửa hàng. À, chúng ta có nhiều cửa hàng thì chúng ta cũng có foot traffic, tức là lượt truy cập là người người ta đi vào cửa hàng. Đấy, cái người đi vào cửa hàng trong tiếng Anh người ta gọi là foot traffic, tức là những cái truy cập offline. Đấy. Thế còn trong truy cập online đúng không ạ, thì chúng ta có V1 cộng V2 cộng V3 cộng chấm chấm cộng VN. V1 là Facebook, Facebook cá nhân. V2 là fanpage. V3 chúng ta có thể có hội nhóm. Đấy. V4 chúng ta có thể là có YouTube và chạy quảng cáo YouTube, đúng không? V5 chúng ta có thể có TikTok, chạy quảng cáo TikTok. V6 chúng ta có thể có Instagram. V7 chúng ta có thể có website. Thì tổng của tất cả các lượt truy cập lại thì càng nhiều càng lớn càng tốt, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có cơ hội để bán được nhiều hàng hơn. Đấy. Nếu như mà mọi người không có lượt truy cập thì chắc chắn là mọi người sẽ không bán được. Còn mọi người có lượt truy cập thì mọi người sẽ bán được ít, mọi người sẽ bán được nhiều. Và nó luôn luôn có một cái khái niệm gọi là tỷ lệ, đúng không? Vâng. Và nhiệm vụ lúc này của các anh chị là phải đi phát triển các cái nền tảng để làm sao mà thu hút được càng nhiều lượt truy cập càng tốt. Đấy. Kể cả lượt truy cập miễn phí, đúng không ạ? Chúng ta phải bỏ công bỏ sức ra, chúng ta viết bài viết trên website, viết bài viết trên fanpage Facebook cá nhân, post bài lên. Chúng ta làm video rất là hay, vui vẻ, hài hước để đưa lên TikTok, đúng không ạ? Chúng ta làm video hướng dẫn rất là chi tiết để lên YouTube. Vâng, và để chúng ta mong muốn có một cái lượng truy cập đủ lớn mỗi một ngày, mỗi một tuần, mỗi một tháng. Thí dụ, đúng không ạ? Tôi nói thí dụ thôi. Bây giờ Facebook cá nhân của anh chị có 100.000 lượt theo dõi. Vâng, rất là tuyệt vời, có đúng không ạ? Anh chắc chắn anh chị sẽ bán được hàng, bán được nhiều hàng. Kênh YouTube của anh chị cũng có độ 5-70.000 hoặc là 1-200.000 lượt theo dõi. Các anh chị cũng sẽ bán được hàng, đúng không? Các anh chị vẫn sẽ có khách hàng. Kênh TikTok của anh chị cũng như vậy, có hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Đó. Thế rồi thì website, đúng không ạ? Mỗi một ngày các anh chị cũng có hàng nghìn lượt truy cập, họ tìm kiếm trên Google, họ vào web của mình, họ thấy cái bài viết của mình hay quá, chất lượng quá thì họ sẽ mua hàng của mình, đúng không? Đây là có V online cộng V offline đấy. Hoặc là gì? Họ lại chia tiếp, nếu mà chia theo cái dạng là V, đúng không ạ? Organic. Vâng, organic tức là cái truy cập tự nhiên không phải trả phí, hoặc là V trả phí. Vâng, paid là trả phí. Ví dụ như tôi chạy quảng cáo, cái truy cập của tôi có thể đến từ quảng cáo. Tôi chạy Facebook, chạy Google, chạy YouTube, chạy Zalo, chạy TikTok, hầu hết tất cả các nền tảng mạng xã hội hiện nay đều có công cụ chạy quảng cáo, bởi vì đấy là cách họ kiếm tiền. Mình có thể vừa kết hợp phát triển nội dung làm organic, mình cũng có thể vừa kết hợp là chạy trả phí, đúng không ạ? Ok nhá. Thế thì ở đây chữ V này chúng ta sẽ xác định là chúng ta có bao nhiêu kênh. Đấy, có bao nhiêu kênh. Và những kênh đấy là kênh gì? Đấy, mục tiêu phát triển như thế nào? Ok. Ví dụ như là bao nhiêu like, bao nhiêu theo dõi, lượt tiếp cận, rồi bình luận có tích cực hay không, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta cũng có nhiều view đấy, nhưng mà cái bình luận của chúng ta nó không tích cực. Và nó không tích cực có nghĩa là gì? Có nghĩa là người ta thấy là nó rác rưởi, nó phàn nàn. Đấy, rồi thì khách người ta chửi toàn chém gió thôi, đúng không ạ? Vâng. Thế thì tất cả những cái điều đấy
là nó sẽ tạo ra những cái phản hồi xấu. Rồi, tóm lại là gì? Chữ V này, mục tiêu của mọi người là tăng càng nhiều càng tốt. Một kênh cũng được và có truy cập thật cao. Nhiều kênh thì càng tốt, đúng không ạ? Nhưng mà nhược điểm của việc phát triển nhiều kênh, đấy là tốn chi phí, tốn thời gian, tốn công sức. Tốn thời gian, tốn công sức, đúng không? Ví dụ, đây ạ, ví dụ tôi ví dụ thôi ạ. Anh chị có thể xem. Ví dụ như đây, tôi có trang PR Marketing web của tôi. Đấy. Ngày nào tôi cũng phải viết bài. Đấy, ngày nào tôi cũng phải viết bài. Và bài viết, các anh chị nhìn thấy, có những bài viết, viết rất là dài, viết rất là kỹ. Thế thì bây giờ thời gian công sức ở đâu? Đấy, hình ảnh trông cũng đẹp như thế này, đúng không ạ? Các anh chị nhìn một cái bài viết như này, nếu mà các anh chị copy để ra trang A4, đúng không ạ? Các anh chị để ra trang A4 thì nó cũng lên tới 20 mấy trang. Chính xác cái này, bài này là 23 trang A4, rất là dài. Thế vậy thì tôi phải viết, tôi phải biên tập, tôi phải đăng chuyên môn cao, đúng không ạ? Một bài viết đâu phải có một bài. Bài này cũng như vậy, cũng dài khoảng trên 20 trang. Đấy. Để làm gì? Để hy vọng là có những cái lượt truy cập khi người ta tìm đến cái từ khóa. Đó. Thế rồi ví dụ như kênh YouTube, đúng không ạ? Kênh YouTube. Đây thì tôi cũng có kênh YouTube PA Marketing. À, PA tức là tên là Phan Anh, là tên tôi. Đó. Và các bạn biết là cũng phát triển được 6 năm rồi, cũng chưa phải là nhiều đâu. Trên kênh này cũng có khoảng hơn 900 video. Cái ngắn thì 10 phút, cái dài thì 2 tiếng. Cái vừa vừa thì 30 phút. Thế thì rõ ràng rằng là tôi phải bỏ thời gian ra tôi làm. Đấy, còn cái kết quả có thể các bạn sẽ đánh giá là nó chưa tốt, hay là nó tốt rồi, hay là nó cần phải thay đổi này kia thì ta bàn sau. Nhưng rõ ràng có một điều chắc chắn rằng là chúng ta phải bỏ rất nhiều thời gian công sức ra để chúng ta làm, đúng không ạ? Và ví dụ như một video như này mới đăng ngày hôm qua được 171 lượt xem, thế thì vậy thì sau một tháng nó có thể lên đến 1.000 lượt xem, đúng không ạ? Sau một năm nó có thể lên được 5.000, 10.000 lượt xem. Và đó chính là chữ V, cái traffic nó sẽ đưa về cho chúng ta. Và có thể sẽ có những khách hàng người ta thuê, người ta mua, người ta học. Đấy là tôi nói về góc độ là chúng ta cần phải phát triển các kênh là như vậy. Rồi, tiếp theo, đúng không ạ? Tiếp theo thì bây giờ là CR. Vâng, CR thì nó viết tắt của chữ tiếng Anh là Conversion Rate, tức là tỷ lệ chuyển đổi. Và bây giờ có lượt truy cập rồi, đúng không ạ? Có người vào xem video, có người vào đọc web, có người comment để lại số điện thoại, có người chat fanpage rồi. Nhưng mình không chốt được đơn. Tỷ lệ chuyển đổi của mình thấp. Thì như vậy mình cũng sẽ rất là khó, đúng không ạ? Và mình cũng sẽ có thể là không bán được hàng và cũng có thể bị thua lỗ. Vậy thì tỷ lệ chuyển đổi là cái gì, đúng không? Tỷ lệ chuyển đổi ở đây là từ mỗi một cái bước, mỗi một cái khâu đi sang một cái khâu khác, một cái phần khác thì nó sẽ có một cái sự chuyển đổi. Chẳng hạn như là họ truy cập vào web, họ đọc bài rồi, xong họ đi ra, thì như vậy là mới chỉ có V thôi mà chưa có CR. Nhưng họ đọc bài rồi xong, họ chat với mình, họ liên hệ với mình qua số điện thoại, qua Zalo, qua email, qua Facebook, bất kể cái cách nào mà mình cảm thấy thuận tiện cho họ khách hàng. Và sau đó họ hỏi, họ muốn mua sim, họ muốn mua cái cước dịch vụ của Moiphone, hay là đối với thầy Phan Anh thì họ muốn hỏi tư vấn, đúng không ạ? Tất nhiên là tôi tư vấn có trả phí, đúng không? Hay là họ muốn tham gia khóa học, đúng không ạ? Họ muốn mua bộ video, họ muốn mua bộ tài liệu, họ muốn thuê tôi làm đào tạo, vân vân, họ muốn thuê tôi triển khai một cái gì đó, vân vân. Thì tất cả những cái điều đấy đều gọi là tỷ lệ chuyển đổi. Vâng, và vậy thì mình phải chuẩn bị sẵn, đúng không ạ? Sản phẩm, dịch vụ, giá bán, chương trình bán hàng và cách thức tư vấn, thấu hiểu khách hàng, vân vân. Tất cả những điều đấy để làm gì? Để giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi. Bám sát khách hàng, đúng không ạ? Chuẩn bị tài nguyên bán hàng kỹ, ví dụ như là họ hỏi cái dịch vụ này thì mình có
catalog, mình có hợp đồng, mình có những cái quy trình để mình tư vấn, mình chăm sóc, đúng không ạ? Họ hỏi về thời gian địa điểm thì đấy, thời gian địa điểm rõ ràng, đúng không? Họ hỏi về cam kết bảo hành thì đây, cam kết bảo hành rõ ràng đấy, và mình phải xem được họ, cái nhu cầu của họ là gì đấy. Có những người thì cái nhu cầu là người ta đi học để về đi làm, nhưng có những người là đi học về để làm quản lý, có những người đi học thì về để lên chức lên quyền, vân vân. Có nhiều cách thì chúng ta nắm bắt được cái nhu cầu, cái sự cái nỗi đau, cái sự sung sướng của họ, để chúng ta xoáy sâu vào đó và chúng ta tư vấn. Và khi chúng ta tư vấn như vậy thì chúng ta sẽ làm tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi. Đấy. Trong chạy quảng cáo cũng như vậy, đúng không ạ? Chúng ta bỏ tiền ra, chúng ta có thu được là 5.000 hay là 10.000 một tin nhắn. Đấy. Đấy, ví dụ như là đấy, tôi cho các bạn xem cái Facebook tôi qua tôi vừa đăng. Đây, gửi cho các bạn ấy ngày hôm qua. Đây tôi vừa đăng, đúng không ạ? Chạy có 4.600 một tin nhắn. Vâng. Đấy, ngày 21 tháng 6 đây chúng ta có thể nhìn thấy. Vâng. Và gần 3 triệu đồng tiền chạy quảng cáo thì thu được 630 tin nhắn. Thì đây chính là V, là số lượt truy cập, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta phải chăm chút như thế nào để biến 630 cái tin nhắn này, ví dụ như tỷ lệ chốt là 20%, thì mình sẽ chốt được đâu đó khoảng sấp xỉ 126 đơn hàng hoặc là 130 đơn hàng. Đấy. Và nếu như tỷ lệ chốt là 30% thì mình sẽ bán được khoảng 190 đơn hàng, đúng không? Vậy thì tỷ lệ là bao nhiêu? Nếu mà tỷ lệ của mình càng thấp thì chi phí bán hàng của mình càng cao. Đấy. Mà nếu mà tỷ lệ của mình càng cao thì chi phí bán hàng của mình càng thấp và lợi nhuận của mình càng tốt nha. Và mỗi một cái nó đều có vai trò quan trọng như nhau, chứ không phải là chỉ V mới là quan trọng. Nếu mà có nhiều V mà không có CR thì đấy là ác mộng, đúng không ạ? Vâng. Và để có tỷ lệ chuyển đổi tốt thì các bạn lưu ý như tôi nói, đúng không ạ? Chuẩn bị sales kit, tức là bộ công cụ bán hàng tốt, am hiểu về khách hàng, kỹ năng tư vấn, kỹ năng chốt đơn, các chính sách bán hàng đầy đủ rõ ràng, xong là ngồi tư vấn và bám sát khách, đừng có buông khách, đúng không ạ? Vâng. Ok, đấy là cái chữ CR, tức là conversion rate, tỷ lệ chuyển đổi. Vâng. Và tiếp theo, đúng không ạ? Vẫn là cái công thức này, nhưng bây giờ đến chữ LTV. Vâng. LTV là viết tắt của chữ Lifetime Value Customer, tức là giá trị khách hàng trọn đời. Vâng. Đấy. Nếu mà các anh chị mà kinh doanh một cái sản phẩm và dịch vụ gì mà có giá trị khách hàng trọn đời lớn thì xin chúc mừng cho các anh chị, xin chúc mừng. Và ví dụ như là Mobifone, các hãng viễn thông thì gần như cái giá trị khách hàng trọn đời là vô cùng lớn, đúng không ạ? Cái số thuê bao mà tôi đang sử dụng là tôi đã sử dụng là 17 năm rồi, và có lẽ nếu không có gì thay đổi, có lẽ tôi không có gì thay đổi thì tôi cũng sẽ sử dụng cái số thuê bao này tiếp tục, đúng không ạ? Tiếp tục. Đấy, tức là có thể còn thêm 20 năm nữa, đúng không ạ? 30 năm nữa khi mà tôi vẫn còn làm việc. Thế thì cái giá trị trọn đời của khách hàng thì nó được tính bằng cái gì? Đấy, đúng không? Thì cái công thức của nó thì nó sẽ bằng là thời gian đấy, họ duy trì dịch vụ, đúng không ạ? Cộng với lại hóa đơn giá trị bình quân AOV. Đấy, cộng với lại tần suất mua. Thí dụ như là viễn thông thì tháng nào cũng tính một lần, một năm là tính 12 lần. Đấy, một cái gói cước 300.000, 500.000 gì đó. Đúng không? Đấy, thế thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là khiến cho cái việc mà chúng ta sẽ có những cái đơn hàng có những cái giá trị rất là cao. Chẳng hạn hay là hàng của Apple đấy, thì cứ hết iPhone 10 thì lên 11, hết 11 thì lên 13, hết 13 lại muốn lên 14, đúng không? Thì rõ ràng là cái vòng đời của sản phẩm thì nó có thể ngắn, nhưng mà cái vòng đời của khách hàng thì nó có thể dài. Vậy thì làm thế nào để LTV có thể cao, đúng không? Thì bước 1 là phải chọn những sản phẩm và dịch vụ có khả năng tái mua. Ví dụ như là bây giờ mà mình
là mình bán váy cưới chẳng hạn thì cái khả năng tái mua nó rất là thấp. Đấy. Là mình không thể nào chăm sóc khách hàng là lâu lâu rồi không đến ủng hộ shop đúng không? À. Thế thì mình bán ví dụ đấy, mình bán điện thoại, bán đồng hồ, bán máy tính của Apple này thì cái vòng đời của khách hàng nó sẽ có thể kéo dài bởi vì sản phẩm được thỏa mãn. Đó. Và đặc biệt là lĩnh vực viễn thông thì gần như sau 1 2 năm thì tỷ lệ rời bỏ mạng là vô cùng thấp. Vô cùng thấp. Thế cho nên là mình phải đi hút khách rất là mạnh trong cái thời gian đầu. Sẵn sàng là hòa vốn hoặc lỗ đúng không ạ? Để sau này để có một cái tỷ lệ tái mua. Đấy. Ok. Với viễn thông thì chẳng hạn sau 2 năm thì tỷ lệ tái mua duy trì mạng gần như 100%, thì chỉ còn là cái giá trị bình quân của hóa đơn thôi. Mà mình gọi là ở trong 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 viễn thông gọi là APU đấy. Nhá. Rồi muốn gia tăng tỷ lệ tái mua, muốn tăng tần suất mua thì chúng ta phải chăm sóc khách hàng. Ví dụ như là chăm sóc kỹ chương trình VIP, chương trình khách VIP giảm giá, quà tặng hoặc là những cái giá trị gia tăng khác nếu có. Đấy, rồi thì bảo dưỡng, bảo hành và quan trọng nhất đấy là chất lượng sản phẩm phải thỏa mãn nhu cầu của họ và liên tục đổi mới. Thí dụ như bây giờ iPhone 14 mà nó vẫn giống cái iPhone 1, iPhone 2 ngày xưa tôi mua. Thế thì người ta có cần phải mua làm gì không? Người ta không cần phải mua làm gì cả. Đúng không? Thế nhưng mà nó khác đi một chút. Đấy. Bây giờ tai thỏ thì bây giờ là thành giọt nước rồi thành viên thuốc. Camera đang hai cái thì thành ba, ba cái xếp dọc thì bây giờ xếp ngang, thay đổi một chút đúng không? Thế thì người ta mới có một cái cớ để người ta mua. Màu thì trước đây chỉ có đen trắng xám là chủ yếu, thì bây giờ là xanh rồi tím rồi đỏ đấy, rồi thậm chí lại còn kết hợp với cả những cái hãng thời trang lớn ví dụ như LV, Gucci, Prada này, để ra iPhone nhân với phiên bản của những cái đơn vị đó. Làm mới thương hiệu của mình lên liên tục. Và nhưng mà làm mới thế nào thì làm mới thì vẫn phải đảm bảo được cái yếu tố về chất lượng, thỏa mãn về người dùng nhá, thì mới có LTV. Đấy, mới có LTV, còn không như là LTV thấp thì chúng ta sẽ kinh doanh rất là khó, chúng ta sẽ phải bỏ rất nhiều chi phí ra để cày thêm khách hàng mới. Ok, thì mọi người đã hình dung ra rồi chưa ạ? Vâng. Và VC là cái gì? Đúng không ạ? Thế thì VC ở đây chính là viết tắt của cái từ là VS cost, tức là các cái loại chi phí. Vâng. Các loại chi phí. Thế thì ở đây về nguyên tắc thì rõ ràng là chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải tiết kiệm chi phí, đúng không? Chúng ta phải tiết kiệm chi phí. Đấy. Thế bằng cách là ví dụ như là V thì chúng ta sử dụng nhiều cái V organic, tức là V mà đến cái nguồn tự nhiên, đấy, xây dựng thương hiệu cá nhân, thương hiệu của doanh nghiệp, thương hiệu của sản phẩm. Đấy. Rồi sản phẩm thì có lợi nhuận cao, đấy, chi phí được giảm do là hiệu suất của sản phẩm và hiệu suất kinh doanh tốt, tăng cường yếu tố về công nghệ, tăng doanh thu. Đấy, ví dụ như gói cước bây giờ đang đang bình quân có 70.000 thôi thì mình phải phân tập khách hàng ra và đẩy những cái gói cước lên đến 200, 300 cho những khách VIP đúng không ạ? Họ dùng để livestream, họ dùng để bán hàng, họ dùng để xem phim đúng không ạ? Họ dùng để cập nhật các tin tức đấy. Rồi cung cấp thêm những cái nhiều dịch vụ giá trị gia tăng khác. Nhiều dịch vụ giá trị gia tăng khác. Đấy. Thí dụ như là các cái tính năng bảo mật thông tin, mua thêm gói bảo mật không thể truy ra số điện thoại, không bị spam làm phiền, rồi thì rất nhiều đúng không, vân vân. Tiết kiệm chi phí, kiểm soát chi phí, thống kê chi phí tốt. Tất nhiên là mình tiết kiệm chứ không phải là mình ki bo kiệt sỉ đúng không, cái gì mình phải có thử nghiệm. Vâng, ok. Và đó là sau cuối cùng thì mình là ra lợi nhuận và mình hạch toán chi phí. Đó. Thì đấy là cái công thức mà tăng trưởng doanh số trên mạng internet rất là dễ hiểu và có thể áp dụng cho tất cả mọi người, tất cả các anh chị đều có thể xem và có thể áp dụng được. Đấy. Ok.
Nếu mà anh chị nào có câu hỏi gì thì xin vui lòng hỏi này, tôi sẽ lát nữa tôi sẽ trả lời. Được chưa ạ? Vâng. Xin cảm ơn. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang phần tiếp theo.